tại số 2 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm quận nhất. Bảo tàng lịch sử Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là công trình kiến trúc độc đáo, được đánh giá là công trình hiếm hoi có phong cách Pháp Á. Giới chuyên môn kiến trúc gọi là phong cách Đông Dương. Theo những tư liệu để lại, thì tòa nhà được thống đốc Lương Kỳ Phát ký quyết định xây dựng vào ngày 28 tháng 11 năm 1927 với tên gọi là La Sala de la